mặc dù chưa chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng có thể thấy Hòa Minh và ông xã Minh Hải đang có cuộc sống hôn nhân hết sức hạnh phúc và ngọt ngào. Đặc biệt là cậu quý tử đang mỗi ngày một khôn lớn làm cho gia đình càng thêm viên mãn. Cả hai cũng rất chịu khó chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và tình cảm yêu thương dành cho nhau trên mạng xã hội. Vậy nhưng mới đây, thiếu gia Minh Hải lại đăng story là ảnh chụp tin nhắn với Hòa Minh cùng câu hỏi khiến dân tình không khỏi hoang mang, ý nói là giờ hết yêu rồi à, và tét hẳn tên bà xã. Khi xem kỹ hơn, dân tình mới vỡ lẽ vấn đề. Hóa ra là Hòa Minh Ri gửi cho ông xã Minh Hải một story mình đăng trước đây có nội dung Hải đang về, bay được 3 tiếng rồi, chia sẻ tâm trạng nóng chờ từng giờ từng phút trồng về nhà. Đã vậy cô nàng còn thêm câu cảm thán, xưa yêu nhau ghê. Và đó chính là lý do khiến cho thiếu ra Minh Hải rỗi hờn và vặn vẹo, đăng đàn, tố, vợ luôn, ý nói là giờ hết yêu rồi à đã là bố mẹ bỉm sữa cả rồi nhưng minh hải và hòa minh ri vẫn cứ vô tư đùa giỡn và giận hờn như hồi mới yêu vậy đó mang hỏi xoáy vợ này của thiếu gia minh hải chỉ càng cho thấy tình cảm ngọt ngào của hai vợ chồng mà thôi thiếu gia minh hải rỗi hờn đăng story, vặn vẹo bà xã hòa minh ri nhưng thực tế thì cuộc sống hôn nhân của cả hai đang hết sức hạnh phúc và ngọt ngào đôi vợ chồng trẻ rất chăm khoe những hình ảnh tình tứ và tình cảm lên mạng xã hội